Tú Nhi xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị, hôm nay Tú Nhi đang có mặt trong ngôi chùa Viên Thông Tự. Thưa quý vị, thì ngôi chùa Viên Thông Tự ngày hôm nay, ni sư Thích Nữ Thanh Lương là sư phụ đã phát tâm và đã mời được thầy Võ Hoàng Yên về đây. Quý vị biết không, thầy Võ Hoàng Yên là một người mà đã chữa được tất cả các chứng bệnh như là câm điếc và bại liệt, không đi được thì thầy điều trị được hết. Và hôm nay Tú Nhi rất hân hạnh được tiếp chuyện với ni sư. Dạ, con kính chào ni sư. Dạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào tất cả quan khán quý khán thính giả đài truyền hình Việt Nam. Dạ. Thưa sư, thì con được biết hôm nay là mình đón tiếp lương y Võ Hoàng Yên. Con nhà Phật thì con không biết dùng từ gì hơn khi biết được những sự chữa trị quá tài giỏi của thầy. Sư thế nào cho con biết là cái buổi mà hôm nay mà chùa mình đón tiếp thầy về đó sư, thì mình có gặp trở ngại gì nhiều khi mà để đón tiếp một người mà quá giỏi như thế về đến Houston và đến ngôi chùa mình để phụng sự việc chữa trị này hả sư? Dạ thưa, đó cũng là một cái vấn đề rất là quan tâm khi mà mời thầy đến. Vì biết cái số lượng người, những cái nhu cầu và cái bệnh tật của người rất là lớn. Khi mà cái số người mà đến mà xin để mà chữa trị mà nhiều quá, thầy cũng không đủ sức để mà thầy chữa trị hết. Mà chùa thì cũng nhiều khi mình tổ chức không khéo thì cũng làm ảnh hưởng đến cái khâu chữa trị của thầy. Thành ra trong suốt thời gian cũng suy nghĩ, cũng trầm tư và cũng quán tưởng để mà tìm ra những cái phương pháp làm sao được hữu hiệu nhất, tổ chức giỏi nhất để mà được cái sự trật tự và mọi sự việc đều rất là tốt, an lành để hỗ trợ cho cái sự thanh tịnh, yên ổn để cho thầy được chữa trị. Thì phải nói là tất cả các khâu của chúng ta bên ngoài để mà hỗ trợ cho cái khâu chữa trị đều rất là tốt. Dạ. Mà chính tận mắt khi mà nhìn thấy sự chữa trị của thầy, phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Vậy vì có những cái case sư cũng đã đến nói nhỏ với thầy quá nặng. Từ ở trong bệnh viện ra dây nhợ vân vân như vậy, mà mình đã thấy rằng rất là khó. Vậy mà thầy vẫn lòng từ tâm, thân nhân quỳ xuống lại, thầy cũng chữa trị những cái case, những cái trường hợp như vậy. Thành ra phải nói là rất là không tưởng tượng được. Nói như vậy thì mình, trong khi mà sư cũng nói rằng những người mà lớn tuổi quá, bệnh nhiều nặng quá thì cũng rất là khó, hoặc là trẻ em nhỏ quá thì cũng rất là khó. Nhưng mà phải nói đúng là thầy khi mà đã đến thì thầy đã cố gắng bằng mọi sức để thầy chữa trị. Hồi sáng này có một cái case mà sư thấy rằng quá sức tưởng tượng, quá khó, mà thầy cũng đã làm được. Cuối cùng anh đó có thể đứng ngồi lên được và có thể đứng được. Dạ, rất là cảm động. Và đó cũng là những cái bài học cho tất cả, cho cô ta và cho tất cả mọi người thấy được và trân quý được những cái gì trân quý nhất của cuộc sống và những gì mình cần làm và cho nhau trong cuộc đời này cho trọn vẹn. Dạ, con cảm ơn ni sư. Thưa quý vị, thì bác Toàn Phạm đã 3 năm rồi bị liệt cái chân, không đi được cũng như không co chân lại được thưa quý vị, và cũng như là không nói được và cũng không có nghe rõ nữa. Nhưng mà đến với lương y Võ Hoàng Yên, thầy chỉ bệnh trong vòng 15 phút thôi mà bác đã đứng dậy đi được và nghe được và nói rõ hơn hồi xưa rất nhiều. Bác cho con biết là bây giờ cái cảm nghĩ của bác như thế nào khi mà thầy đã chữa trị được cái bệnh mà mấy năm nay bác không có trị được, mà theo con biết là hôm nay bác cũng có hẹn đi mổ cái chân của mình đúng không ạ bác? Tôi rất vui mừng khi tình trạng sức khỏe của tôi qua thời gian mà thầy điều trị, tôi rất vui mừng. Tôi hy vọng là trở lại bình thường và kiếm công việc làm để lo cho đời sống trong tương lai. Tôi nghĩ rằng nó như là một cái pháp lại mà mình là người con Phật, là cái sự thật nó đã đem kết quả cho mình. Và thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay, tôi như rất hân hạnh được tiếp chuyện với lương y cũng như là thầy Võ Hoàng Yên đến từ Việt Nam. Thưa thầy, thì con có xem một vài cái video về những cái cách trị bệnh của thầy. Thật sự khi xem video thì cũng tin, nhưng mà thật sự con xin lỗi thầy là cũng chưa chắc là phải nói là mình xem một video mình không thể nào mình tin được. Nhưng mà chính mắt con chứng kiến ngày hôm nay thì thật sự xin lỗi về những gì mà con không tin vì khi con xem những đoạn phim đó. Thì thưa thầy, thì thầy có mặt ở thành phố Houston này từ lúc nào và những ngày nay thì thầy đã trị được những ca bệnh nào hả thầy? Chúng tôi đến đây hôm nay là ngày thứ 3 tại chùa Viên Thông Tự này.
và cũng là lần thứ 3 tôi đến Hilton. Còn về số lượng người bệnh nhân thì chắc có lẽ là không thể đếm được. Thì làm với cái tâm thiện nguyện, lập công bồi đức thì chúng ta mong sao cho mọi người khỏe mạnh thôi chứ còn không có nhớ số lượng. Chúng tôi xuất thân từ Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, tức là hội Phật giáo của lớp cư sĩ niệm Phật A Di Đà. Do Đức Tôn Sư Minh Trí chỉ dạy về vấn đề thông huyệt đạo cũng như xem mạch cho to bốc thuốc. Thì bên Tịnh Độ Cư Sĩ đã đào tạo tôi từ năm 16 tuổi và năm nay tôi 40. Cho nên con người nó có thân bệnh và tâm bệnh. Khi chúng ta thấy người câm mà không nói được là bẩm sinh hay là bị sau một cơn tai biến hay là stroke thì họ không nói được. Phần lớn nó do cái nghiệp của nó là phỉ báng điều lành hay là chửi cha mắng mẹ vậy đó. Cho nên cái nghiệp đó là gọi là chữa bệnh tâm. Còn bệnh thân thì nó có những mà trục trặc về rối loạn một chức năng nào đó, các hệ thần kinh, ví dụ thần kinh số 8, lỗ tai nghe, thần kinh số 12. Và chúng tôi chỉnh lưỡi và bấm vào các huyệt đạo của liêm tiền và thượng liêm tiền thì nó sẽ phục hồi chức năng. Đây là cơ sở của khoa học mà Tịnh Độ Cư Sĩ đã dạy cho chúng tôi. Dạ, thưa thầy, thì sau khi rời thành phố Houston thì thầy có những lời mời đến với những thành phố khác không thầy? Hiện nay lịch đã kín, nếu tính số lượng mời thì hơn 100 quốc gia mời. Còn lịch đã chốt và có những lời cam kết thì tới 2020 là đã kín lịch rồi. Thưa thầy, nếu mà những gia đình mà có những người thân mà bị những cái chứng bệnh mà không thể nào trị được mà đã lỡ dịp đến Houston thì không biết là có thể có cách nào để có thể đến gặp thầy để nhờ thầy trị không thầy? Vẫn có, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có mấy cơ sở, trong nước hiện nay nó đã quá tải. Vì vậy cho nên chúng tôi chỉ nói hai địa chỉ này. Nếu các bạn xem đài mang một tâm lòng hoan hỷ sau khi gọi điện thoại mà không được, tức là hãy biết rằng chúng tôi đã không tiếp nhận nổi và cũng không có nhân sự để mà tiếp nhận nghe điện thoại nữa. Đó là trung tâm thứ nhất là thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi đã hoạt động nơi đây được hơn 4 năm rồi. Số điện thoại 0393 896 156, muốn đổi bàn. Còn cùng một giây phút có thể vài trăm người gọi cùng một phút cho nên rất là khó nghe. Không có ai trực nổi điện thoại cho nên thường phần lớn có người gọi 3 tháng vẫn chưa gặp cho nên chúng tôi ngại cho số điện thoại là vậy. Còn địa chỉ thứ hai thì thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ này là cái nơi mà đúng cái hệ phái của Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam đã đào tạo tôi. Gia đình tôi đã hiến cúng tại cơ sở này gọi là Chùa Hưng An Tự, thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Xin phép không dám cho số điện thoại bởi vì nơi đây là nơi tu hành cho nên không có trực nổi. Bởi vì bất cứ nơi nào bị quốc gia, nơi đây là ban ngày thì Việt Nam chúng tôi là ban đêm cho nên có khi gọi sáng đêm không ai ngủ được cho nên đã cắt máy rồi. Yeah. Xin được hoan hỷ. Tất cả bà con trên khắp vùng năm châu bốn bể, nếu có nhân viên quý mến thì Yên cũng nhờ rồi thì Yên chữa bệnh. Cũng như tất cả những thầy thuốc tốt nhất trên đời này chữa bệnh thì xin hãy bình tĩnh, đừng vội vã, đừng nóng vội mà trách lẫn nhau. Bởi vì người làm thiện nguyện cố gắng hết sức mình rồi, hãy để cho họ được yên. Chúng ta trách lẫn nữa làm cho họ thối tâm bồ đề. Chúng tôi đã quen rồi 10 năm, có trách bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nếu là thầy thuốc khác coi chừng người ta thối tâm, ta không dám đi trên con đường thiện nguyện nữa. Vì trên con đường y đạo này đi rất khó, đi như trên dây vậy á. Làm được thì chẳng gạt đầu ra về, mà không được thì đủ chuyện tới với mình. Cho nên chúng tôi nhắn nhủ cùng mọi người rằng khi chúng ta đăng ký chữa bệnh không được, tức là chúng ta cái duyên của chúng ta rồi. Cái duyên chúng ta cũng giống như là người chưa bao giờ bỏ vào tài khoản của ngân hàng thì không thể nào rút lãi sớm hơn được. Cũng như vậy cho nên chúng ta chưa tạo cái thiện duyên thì khó mà đăng ký gặp cái điểm may trước. Quý vị đồng ý với thầy vậy không? Thưa thầy, thì con được biết là American Red Cross của Mỹ có mời thầy đến để cùng hợp tác cũng như là cùng học hỏi thêm cái kinh nghiệm của thầy. Thì thầy có nào chia sẻ thêm cho con biết về những cái điều đó không thầy? Ở chỗ này ta thành thật nói, ta rất tôn trọng chỗ Red Cross. Bởi vì nó mang tính quốc tế. Trước tiên chúng ta nói rằng chúng ta rất có một cái cơ may, cũng như có một cái nhân viên được một sự tín nhiệm của cái tập thể này. Tập thể này rất là nơi nào cũng phải biết tới và rất là ngưỡng vọng. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái cơ may của tôi chứ không phải là đến đó để cho người ta học hỏi, mà có lẽ tôi sẽ học hỏi các bác sĩ nơi đây. Vậy các bác sĩ là người ăn học chính quy, cần phải trao đổi và học hỏi thêm. Dạ, con cảm ơn thầy đã cho VTV một vài phút để phỏng vấn thầy cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của thầy đối với ngành y ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn tất cả. Chúc tất cả mọi người trên hành tinh của chúng ta thân yêu
hãy xích lại gần nhau đi, vì tình người cao cả. Hãy giúp nhau đi, nếu không ngày mai ta sẽ già, sức ta sẽ cạn, lấy đâu mà giúp nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì vài phút vừa qua, VTV đã gửi đến quý vị một vài hình ảnh về sự chữa trị bệnh của lương y thầy Võ Hoàng Yên đến từ Việt Nam. Thưa quý vị, thì người dân Houston của chúng ta rất là nhiều duyên lành khi mà đón được thầy ở đây. Như thầy đã chia sẻ là nếu có duyên thì sẽ gặp được thầy và sẽ được chữa trị được bệnh. Vì thế, chúng ta cũng đừng nên mà nóng vội vì... khi mà có duyên đến thì chúng ta sẽ gặp được thầy thôi quý vị. Nếu quý vị nào mà gia đình mình có những căn bệnh nói trên như là bị câm, bị điếc, bị bại liệt thì quý vị có thể truy cập cũng như là tìm hiểu thêm về thầy để biết lịch trình của thầy đi đâu, và nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp được thầy. Và VTV rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Tôi Nhi VTV tường trình từ Houston, Texas. Dạ con cảm ơn ni sư. Cảm ơn con. Dạ. Thầy rất vui. Hình ảnh hôm nay, hy vọng giữ mãi ngày mai, nếu còn ngày mai thì hình ảnh này sẽ còn trên thế gian này. Để rồi ngày mai ta sống vị tha, không thâu vô mà mãi cứ ban ra. Lo cho ai đủ dù ta thiếu, bác ái từ tâm cảnh thái hòa. Dẫu cho ngày mai cây đời của ta còn dăm ba chiếc lá, cũng vì đời xin trổ hết những mùa bông. Nam Mô A Di Đà Phật.